Chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, nhóm của tôi đã tiếp nhận hơn 100 yêu cầu hỗ trợ vì bị Facebook khóa tài khoản. Tất cả tài khoản bị khóa đều đã chia sẻ clip đồi trụy của trẻ vị thành niên qua Facebook và Messenger trong vài ngày trở lại đây, ông Võ Nhật, người chuyên hỗ trợ các dịch vụ Facebook theo một số người dùng. Tài khoản của họ bị Facebook khóa vào khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 8. Đồng thời, chủ tài khoản cũng cần nắm rõ quy định của nền tảng khi tham gia mạng xã hội này. Ngoài ra, người dùng cũng nên bổ sung đầy đủ email Số điện thoại để có thể liên hệ với Facebook khi gặp vấn đề, ông Nhật chia sẻ. Nếu trong 30 ngày người dùng không có phản hồi thì mạng xã hội này sẽ xóa tài khoản. Theo ông Nhật, người dùng có thể chủ động gửi giấy tờ tùy thân theo quy định của Facebook. Tuy nhiên, khả năng được mở tài khoản là rất thấp vì những người này đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng người dùng Facebook tuyệt đối không chia sẻ các nội dung nhạy cảm dưới mọi hình thức. Ông Nhật cho rằng việc clip bị phát tán lần này là của trẻ vị thành niên nên phía Facebook xử lý nghiêm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook cấm lan truyền hình ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục, theo Điều 14, Mục 3. Ngoài ra, Facebook cũng đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ vị thành niên tại Điều 26, một vi trong bộ tiêu chuẩn cộng đồng nền tảng này với những tài khoản bị khóa. Facebook cho người dùng 30 ngày để gửi kháng nghị. Phần lớn người dùng có hành vi gửi hoặc chuyển tiếp video đồi trụy qua Messenger đều bị Facebook gửi thông báo khóa tài khoản. Chỉ có một số ít may mắn chỉ bị khóa tính năng nhắn tin, đăng bài bình luận trong vòng 3 đến 7 ngày. Theo ông Nhật, trước đây Facebook cũng từng quét các trường hợp lan truyền clip đồ trị, nhưng không nhiều như lần này.